Sau gần một năm bị trầm cảm, nữ ca sĩ Vbiz tiếp tục thể hiện tâm lý bất ổn khiến fan lo lắng. Lily không giấu khỏi tâm trạng bất ổn, buồn bã chia sẻ về tình trạng sức khỏe với người hâm mộ. Tối ngày 23 tháng 6, nữ ca sĩ Lily bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình trạng tâm lý bất ổn của bản thân. Cụ thể, người đẹp buồn bã cho biết, không nhớ nổi lần cuối mình thật sự cảm thấy vui là khi nào nữa. Hồi tháng 7 năm ngoái, Lily cũng từng khiến cho fan lo lắng khi tiết lộ bản thân cô đã trầm cảm đến mức kiệt sức, làm sao đây nhỉ? Lily nghĩ mình bị trầm cảm rồi mọi người à. Stress căng thẳng lo âu khiến Lily muốn kiệt sức. Mặc dù lúc nào cũng tự nhủ phải thoát ra những cảm xúc tiêu cực này, nhưng Lily không đủ mạnh mẽ, Lily yếu đuối. Công việc của Lily là mang âm nhạc đến và những điều tích cực đến cho mọi người, là luôn cần cảm xúc để sáng tạo. Nhưng phải làm sao đây khi bản thân Lily đang loay hoay với một mớ hỗn độn, tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng mình đâu còn sự lựa chọn nào khác là phải mạnh mẽ đương đầu đâu nhỉ? Sao cuộc sống khó khăn đến thế? Sau khi tham gia cuộc thi Sing Me xong, tên tuổi của Lily đã được nhiều khán giả biết đến. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn có khả năng sáng tác và giọng ca ngọt ngào, nữ tính. Những bản hit của nữ ca sĩ trẻ như 24 giờ, Thất tình thường xấu tính, Người ta đâu thương em.